Dù công tác tuyên truyền thu gom rác thải được đơn vị quản lý tăng cường, tuy nhiên trên địa bàn huyện Đức Trọng, nhất là khu vực nội thị, tình trạng xả rác bừa bãi không đúng giờ của một số người dân đã gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Chính quyền Đức Trọng cần có giải pháp và chế tài xử lý hiệu quả thực trạng này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trên quốc lộ 20, trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, vị trí này được cắm biển cấm đổ rác. Thế nhưng rác lại bị vứt bừa bãi, chất đống, môi trường rất ô nhiễm. Nói chung là mình không có biết là cái ngày giờ nào, lúc nào có rác thì bỏ. Em biết mà thấy có cái đề đó, là tới là xe rác tới đó là họ bốc xe rác đi à? Ở đây người ta không tuyên truyền cho mình là đổ rác được giờ nào mới được đổ rác không? Đa số người dân khi trả lời phỏng vấn báo chí đều có chung ý kiến là chưa nắm được quy định bỏ rác vào giờ nào. Có rác là đưa ra trước cửa. Mỗi ngày, khu vực nội thị Liên Nghĩa có khoảng 55 tấn rác sinh hoạt thải ra. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý, việc thu gom khó giải quyết hết. Thu trước, bỏ sau. Ý thức người dân vẫn chưa chấp hành tốt, nhất là khu vực chợ Liên Nghĩa. Đủ các loại rác thải xả ra hàng ngày và luôn quá tải. Nói chung là chị em vệ sinh ở đây là vệ sinh ở đây là cũng tương đối tốt đấy. Nhưng mà không nên để rác lên cái con lương này. Nó xả rác rất nhiều. Rồi gió nữa. Cái môi trường gió nữa nó thổi rác bay lung tung. Nói chung cái ý thức của người bán hàng ở đây còn kém. Còn kém, rất kém. Hiện đơn vị quản lý môi trường huyện Đức Trọng đang thực hiện thu gom rác thải tại 9 xã và 1 thị trấn. Với lượng rác khoảng 120 tấn một ngày. Riêng các xã vùng loan chưa khai thác mà giao cho chính quyền các xã quản lý. Tuy nhiên, việc thu gom gặp khá nhiều khó khăn do phương tiện, con người. Thêm vào đó là ý thức bỏ rác, xả rác của một số người dân chưa cao. Địa phương nhìn nhận rằng là cái việc này vẫn chưa được thực hiện tốt. Chúng tôi tiếp tục giao cho cấp ủy chính quyền địa phương là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền đối với lại các cái hộ dân có liên quan về cái việc là thời gian để bỏ rác. Thứ hai nữa là chuẩn bị các cái địa điểm bỏ rác cố định để người dân là bỏ rác và thực hiện cái việc thu gom được thuận lợi. Thứ ba nữa là đối với là những cái trường hợp cố ý không chấp hành đúng thời gian thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung áp dụng các cái biện pháp về công nghệ thông tin để kiểm soát và có cái xử lý đối với lại những trường hợp này. Thiết nghĩ ngành chuyên môn và các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, đưa ra những chế tài xử phạt mạnh hơn với trường hợp không chấp hành bỏ rác đúng quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mọi người xóa bỏ hoàn toàn những hình ảnh không đẹp đối với môi trường sống quanh ta. Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nắm bắt thông tin, phản ánh và tuyên truyền trên các bản tin thời sự về vấn đề này tại các địa phương trong tỉnh.